Xin trân trọng kính chào các chị, các anh. Dạ, em xin được tự giới thiệu bản thân là Kim, em đến từ công ty Smartlock. Chắc cho phép em đứng đây để nói cho nó dễ. Kính thưa các anh chị, sáng giờ mình nghe rất là nhiều về công nghệ đúng không? Mình nghe về blockchain, mình nghe về IoT, mình nghe về AI, mình nghe về rất là nhiều cái giải pháp, cái xu hướng mới. Thì em xin tiếp cận với một cái góc nhìn khác. Xin hỏi đây bao nhiêu anh chị là đang vận hành các cái dịch vụ liên quan đến logistics ạ? Vận tải kho bãi phép hoặc là xin giơ tay ạ? Dạ rồi, khoảng 40%. Dạ rồi. Kính thưa các anh chị, khi mà chúng ta đang ngồi đây, chúng ta đang thảo luận về những xu hướng của thế giới thì ở ngoài kia hơn 1 triệu tài xế đang vận tải hàng hóa hàng ngày. Ở ngoài kia hơn 500.000 anh phụ kho đang làm những cái công việc logistics hàng ngày. Hàng hơn 1 triệu anh chị làm công việc giao nhận DO cho tổ hạng quan rất là nhiều đúng không ạ? Thì cái bài trình bày của em sẽ cái bài trình bày em nói về khía cạnh là người sử dụng, con người, mà cụ thể là làm sao người sử dụng đã gặp những vấn đề gì và cái công nghệ giúp được gì cho cái vấn đề quản lý logistics. Bài trình bày của em có 3 phần. Cái slide này các em để cho nó vui vì các anh chị quá là trong số này rồi và nó rất là vĩ mô. Cái yếu tố muốn chia sẻ đó là yếu tố con người, cái người thực hiện dịch vụ. Giờ đây là hình ảnh một anh tài xế lái xe container mệt quá cái ngủ trên đường bị công an thổi. Và những cái áp lực là gì các anh chị? Lúc mà em lên đây thì em đã từng ngồi chung với các anh tài xế theo chuyến xe. Cái nỗi khổ của người tài xế rất ít người biết. Chúng ta thường nói về tài xế với một cái gì đó hơi tiêu cực, là tai nạn, nào là đối xử, nào là đánh nhau trên đường, nào là gọi là thằng tài xế. Nhưng cái mấu chốt á, họ người tài xế chỉ cần mình hiểu đúng về họ, mình công an không cần hiểu tốt, hãy hiểu đúng về người tài xế. Người tài xế là người làm công việc rất nặng nhọc, rất nguy hiểm, hàng ngày họ đối diện rủi ro từ tai nạn tới công an đến mai lộ đến chờ đợi đến rất là nhiều áp lực. Ví dụ tắc đường chờ đợi này, họ đến kho họ đi chờ, kho đốt xong họ đi chờ, kho tài xế chở hàng đến kho giao đến bốc xếp hôm nay đi về sớm này, rồi họ đi chờ, họ ôm chiếc xe và ôm hàng hóa và họ chờ, rồi giấy tờ họ phải ôm giấy tờ chứng từ đi chứng từ nhận rất là nhiều và bị thúc giục. Các chị hình dung ai mà làm tài xế chắc hiểu, cứ chủ gọi điện, khách gọi điện rồi hai mươi mình mày đang ở đâu, khi nào mày đến, đúng không ạ? Cái người tài xế rất là vất vả. Giờ giấc của người tài xế cực kỳ không có được gọi là như bình thường lắm chị. Họ có thể phải đi từ 2 giờ sáng, có thể đi từ 1 giờ sáng. Và khi mà xe dừng lại cho thôi, họ tranh thủ tắm xong ngủ ngay trên xe. Tại vì cái công sản áp lực, em gặp những anh mà chở hàng lắm. Anh đến 3 tuần anh chưa về nhà luôn, không thăm gia đình. Tại vì bán cái chiếc xe vô mùa phục là như vậy. Đó là cái cuộc sống thật của những anh tài xế. Đây là một anh thủ kho, anh này là 34 năm làm thủ kho ở công ty điện lực Bình Định. Một người thủ kho rất là mẫu mực. Thì những cái áp lực mà anh hay gặp là gì đó? Thất lạc hàng hóa này, dễ nhầm lẫn hàng hóa này, chờ đợi. Thì một trong những cái áp lực lớn nhất các anh chị biết gì không? Anh không dám nghỉ phép là vì không có nhớ người khác thay, không biết hàng ở đâu. Nên phụ thuộc cho một con người. Nên thật sự những người mà thủ kho các chị cũng thông cảm cho người ta chịu áp lực mất đồ, kiếm không ra hàng, đau đầu lắm ạ. Đây, anh chị đang là chủ xe hay là chủ công ty vận tải? Giơ tay cả. Ở đây không ai là chủ xe ạ. À, quên đây, chủ công ty dịch vụ vận tải. Dạ rồi, giúp một số anh. Dạ, các mắt cỡ không đó. Các chị biết, cái người chủ xe bỏ tiền ra đầu tư cung cấp dịch vụ, mình nhìn có vẻ thấy người ta sướng, người ta giàu. Không, khổ lắm. Làm sao lo được cho cuộc sống của anh em, của tài xế, của thủ kho. Các chị biết, từng có một cái chị, cái câu chuyện mình là thành huyền thoại luôn. Chị đó, khách hàng gọi điện, chị, tại sao giao hàng cho em bị mất hàng? Thế là chị thấy cái nhóm tài xế mà có cái ông mà ngồi xe bị mất, tới, đang nhậu, cầm xe bia, quốc, nguyên một cái đồng báo, hàng tao đâu? Nguyên văn không nói, hàng tao đâu? Mình nghe thì nó có vẻ rất là phản cảm, nó không có nhân văn, nhưng thật sự cái hành động đó là gì? Đưa mọi thứ vào khuôn khổ. Bởi vì cái trách nhiệm của chị là trách nhiệm của 200 gia đình tài xế, không phải của một người. Nếu như một người sai rồi nói công ty này nó làm ăn không tốt, là ảnh hưởng nguyên hơn 200 gia đình.
Thành ra cái hành động đó nói là không nhân văn nhưng thật sự rất nhân văn. Đó là cái áp lực của cái người mà phải làm chủ doanh nghiệp vận tải đó các anh chị. Còn biết thủ hàng thì sao? Em từng làm ở công ty đa quốc gia, cũng hiểu cái áp lực của cái người làm supply chain và logistics. Các anh chị thấy logistics là phải quản lý hạ tầng, chi là trên chi tiền thôi, làm dịch vụ thôi. Thiếu hàng cũng bị la, mà dư đầy hàng kho cũng bị la, và giao hàng trễ thường xuyên bị la. Và một trong những cái áp lực của họ là giảm chi phí. Năm nào cũng vậy, mày làm năm rồi tốt, thưởng vậy, làm sao giảm thêm mấy phần trăm chi phí luôn đấy. Đè ông vận tải ra, đè ông kho bãi, đè ông bốc xếp, đè ông làm valet. Nói chung đè tất cả là kè để giảm chi phí. Đó là áp lực thường trực của những người làm về chuỗi cung ứng. Rồi người ta cũng có nhiều cái nỗi bất an. Mùa mưa bão thì sao, thiếu xe thì sao, dư xe thì sao. Luôn luôn có cái tình trạng nỗi lo. Có nghĩa là nỗi lo là thường mà tất cả chúng ta đều có, đúng không ạ? Chúng ta là nỗi lo thường trực. Thế thì mình chốt lại vấn đề. Những cái thách thức nói trên là thách thức mà tất cả các doanh nghiệp đều đang gặp, đúng không ạ? Nhưng mà thế tại sao, nếu các anh chị biết là công nghệ nó có thể giải quyết được những cái nỗi lo đó, thì đâu là những cái rào cản? Thì SmartLab anh em có cái cơ may được tiếp xúc với hơn 200 doanh nghiệp, cả về phía chủ hàng, cả về phía doanh nghiệp logistics. Thì đây là năm cái lý do mà phổ biến nhất khi mà họ nói về chuyện là ứng dụng công nghệ về để cải thiện cái các cái vấn đề về quản trị. Thứ nhất đó là khách hàng tôi yêu cầu, tôi đang chạy tốt, doanh số tăng trưởng đều đều, tại sao tôi phải cần phần mềm, tại sao tôi phải cần công nghệ? Chuyện đó là chuyện không cần thiết. Cảnh giới ha, bận lắm mấy người, tay đang chạy không có người đâu, lo chuyện kiếm cơm trước. Chuyện thứ ba là không có nhân lực thực hiện, nó cũng giống như trên trên. Chuyện thứ tư mắc tiền quá, tôi xài phần mềm kế toán 3 triệu được rồi, mắc cái gì mà dùng cái phần mềm nhà ông cho nó rắc rối này mà tốn tiền nha. Thứ năm là không quan tâm xu hướng, không quan tâm blockchain, không quan tâm IoT, không quan tâm trí tuệ nhân tạo. Anh thấy thì xem chạy dễ ổn mà phần lớn là chị. Đó là các cái lý do mà họ đi ra. Thì em nghĩ nó có hai vấn đề. Một là mình nghĩ mình chưa quan tâm thật sự tới về logistics. Logistics giống như là cái, nếu mình nói công ty một cái nhà đấy ha, sale là phòng khách, rồi thì cái người làm logistics là cái phòng bếp, phòng nấu nướng, phòng những cái loại back end. Cho nên cứ mức độ quan tâm ít thì sẽ biết đó. Thành ra bao nhiêu cái gì POSM, hàng dư, hàng cũ, hàng thừa, hàng quá hạn thì đẩy hết vô kho, kể cứ đẩy vô kho tính miệng, nó không ra khỏi nhà máy, không ra khỏi công ty mình là được, còn chắc là ở nhà thì mẹ đó. Và thứ hai là xu hướng công nghệ, mọi người không nghĩ là công nghệ cần thiết để giải quyết những vấn đề này. Dạ cũng đúng, đúng không ạ? Anh chị có thể đồng ý cho xin chào góp tay cái. Xin cảm ơn. Thế thì liệu những vấn đề này có được giải quyết không ạ? Đây thì bên em xin chia sẻ một số cái cây thực tế. Đây cái hình các anh chị biết anh Hùng, một trong những thần tượng của bên em, người nói câu rất là chí lý, không dám thay đổi, đó là khước từ cơ hội của chính mình. Việc teo từ con số 0 về mặt telco trở thành công ty số 1 Việt Nam, và việc teo không hài lòng với cái trạng thái đó, việc teo mở ra những mảng mới, kể cả những mảng như nông nghiệp, việc teo cũng dám thành, và bởi vì nơi nào có cơ hội, nơi đó có con đường thì nơi đó có việc teo. Đó là một cái tinh thần, anh nghĩ là tinh thần khởi nghiệp, cái khát khao khởi nghiệp. Kể khi anh là market leader của thị trường này thì anh vẫn còn những cái cơ hội để thay đổi cuộc sống của người Việt Nam, nâng cao được tên tuổi Việt Nam trên thế giới. Đó mới là cái đam mê, đó mới là cái khát khao mà các anh Việt Theo hướng đến. Đó là cái của em cũng có cái cảm hứng như vậy. Đây sẽ ra sao nếu như tài xế có cái mobile làm gì, nó sẽ ra sao nếu mà không có, sẽ có rất là nhiều cái gọi là what if mình đặt ra. Và thực tế thưa các anh chị, người Việt Nam mình làm được những chuyện này, người Việt Nam làm được, nó phụ thuộc sức tưởng tượng mình thôi. Còn công nghệ ngày nay nó dễ hơn các anh chị nghĩ rất là nhiều. Ví dụ đây là một cái khách hàng của em đã triển khai, đó là giao hàng nhanh. Giao hàng nhanh có khoảng 300 chiếc xe tải cần giấy giải pháp quản lý vận chuyển. Bên em vào và bên em cung cấp cái giải pháp, cái điện thoại giúp cho tài xế chỉ cần dùng điện thoại, khỏi cần giấy tờ gì nữa, để từ nhận hàng, giao hàng, quét, đếm thì đặt đều bằng mobile app.
cuộc đời nhẹ nhàng rất nhiều. Người kế toán không biết mùi nhận một hộp chứng từ gói giờ. Tài xế khi làm xong rồi nhắn cái kịch xong nói đi về nhà thì ở nhà là biết ngay là chuyến đó doanh thu bao nhiêu, chi phí bao nhiêu, lợi nhuận bao nhiêu luôn ngay lập tức, không mất thời gian đối chiếu công tác, giải quyết được rất là nhiều cái nỗi đau đầu. Và cái người chủ doanh nghiệp cũng rất là dễ mà điều phối khai thác tài sản có rất nhiều lợi ích. Chúng ta nói ngắn gọn nha. Đây một cái doanh nghiệp khác, Vinaco. Vinaco cũng ứng dụng những công nghệ gọi là rất là made in Việt Nam. Ví dụ như cái hệ thống live tracking, mình nếu mà search từ YouTube cái live tracking là biết là gì, thì giải pháp live tracking này dưới 500 triệu có thể giúp cho anh này soạn hàng cái công suất mà nếu không có nó thì không giải quyết được. Đối với cái ngành bán lẻ, tưởng tượng 90.000 mặt hàng, 90.000 mặt hàng, 90 cửa hàng phải giao hàng ngày và chỉ có chừng 20 người trong một cái kho 6.000 mét vuông, làm sao giải quyết? Đó, thì cái công nghệ nó giúp cho cái người quản lý kho giải quyết nhiều vấn đề thì hoàn toàn là made in Việt Nam ạ. Đối với cái đơn vị dịch vụ logistics thì các chị thấy rõ rồi, sử dụng công nghệ nó giúp rất rất là nhiều từ việc quản lý điều phối và quan trọng nhất là nâng tầm chuyên nghiệp các chị. Khách hàng với chị, nếu mà khách hàng Việt Nam về đến thì hôm nay khách hàng Tây hay hỏi, ủa ông có phần mềm không? Cho tôi coi số liệu anh, số liệu có truy cập, có biết hàng tôi đang ở đâu không? Nếu như mình không có cái niềm tin là hàng tôi đang ở đâu nó không biết á, làm sao tôi dám giao cái cục hàng của tôi cho nó, đúng không ạ? Phần mềm hay công nghệ nó chỉ giúp giải quyết các công cụ để phục vụ cho chúng ta thôi. Đối với chủ hàng cũng vậy, chủ hàng có một khách hàng đang làm việc thì họ cũng không có sử dụng xe, mà mỗi ngày họ phải điều khoảng 300-500 chuyến xe, thì cứ mỗi lần kiểu alo điện thoại mày đang đâu, mày đến chưa, xong rồi nếu không đến thì chửi chứ không á, thì cái ông mà làm sự lên trên ông cũng nhức đầu, mà cái ông là cung cấp dịch vụ cho anh ấy cũng nhức đầu, đúng không ạ? Thì có phần mềm thì nó giải quyết nhiều vấn đề, nhưng mà nó không phải là cái mấu chốt là mình nghĩ rằng có nhiều ứng dụng lắm. Hiện giờ smart chỉ là một trong những ứng dụng thôi, nhưng mà các anh chị có nhiều chọn lựa lắm để giúp cho các bạn được. Giống như thông tin hội thảo, số hóa hoạt động logistics, số hóa hoạt động vận hành, thì Smartlock cũng có một cái khác khao là làm sao cung cấp phần mềm. Nhưng cách tiếp cận của Smartlock không phải là nhắm tới chuyện và là công ty tinh học của em bản thân không phải là dân IT, mà Smartlock cung cấp một hệ sinh thái các ứng dụng để giúp theo dõi hàng hóa của các anh chị từ đầu đến cuối. Đây chỉ là một cái hệ sinh thái, vì là anh chị đã hết dùng cắm rồi dùng thôi, không phải đầu tư, không phải suy nghĩ, dữ liệu là của anh chị và muốn rút ra lúc nào cũng được, và anh chị số hóa được các hoạt động vận hành của mình, số hóa thì anh đã khi số hóa được rồi thì anh chị mới nói được cái nhiều cái vấn đề tiếp theo. Thì cái tầm nhìn của các anh em là sao trong cái ngành này nó thay đổi thật sự, đó là cái khát khao của Smartlock là sao sao cái ngành logistics Việt Nam vốn đang rất là quan trọng và đang yếu về mặt công nghệ, nó phải thay đổi về mặt năng suất, về mặt chất lượng, về độ tin cậy, về hình ảnh của người Việt Nam trên phạm vi thế giới. Đó là cái khát khao của em, hy vọng các anh chị hôm nay chém quá. Đây là cái một cái sơ đồ của Gartner nói về cái lộ trình mà các chị khai thác thông tin khi chị số hóa. Phần lớn khách hàng sẽ gặp đều hỏi một câu là ủa phần mềm có giúp anh tối hóa được vận hành không? Có làm sao mà khai thác được cái chuyến xe hiệu quả? Dạ thưa, nó là một lộ trình nha anh chị. Đầu tiên chúng ta đang là giấy. Đầu tiên là giấy thì gõ tay là không nói gì về lộ trình. Đầu tiên là thống kê mô tả xong rồi mới phân tích được tại sao vấn đề nó diễn ra. Khi vấn đề diễn ra thì dự đoán là khi nào diễn ra và sau đó là tới sự đoán đọc. Có nghĩa là nếu chúng ta số hóa được rồi, chúng ta mới bắt đầu là tự động hóa quy trình. Tự động hóa rồi xong rồi mới có tối ưu hóa xong rồi cuối cùng là trí tuệ nhân tạo. Lúc mà thay vì là cần một người để điều khiển thì bây giờ cái máy nó tự điều phối xe và lo cái lộ trình nhận hàng, mình không cần phải làm gì nữa được. Thì nguyên cái lộ trình nó chắc phải mất chục năm nữa. Thế đầu tiên, việc đầu tiên mà chúng ta làm đó là số hóa hoạt động vận hành của mình. Thế thì các anh chị có đồng ý là chúng ta phải số hóa hoạt động của mình, hoạt động vận hành của mình chưa ạ? Dạ rồi. Em nên biết. Ở đây anh chị nào có sở hữu kho, công ty nào có sở hữu kho giơ tay giùm em cảm. Dạ một. Dạ cảm ơn nha. Hình như có mình anh nghe em lắm. Cách đây 1 năm, 2 năm khi mà VLA mình đưa ra cái chương trình là
chương trình hành động nâng cao năng lực cho ngành logistics Việt Nam, thì em có đưa ý kiến này là làm sao á các anh mà doanh nghiệp logistics bỏ ra vài chục đến vài trăm tỷ xây một cái kho để em tìm dấu, mà bây giờ đi kiếm sao khó quá, kiếm không có ra. Lên Google thì cái địa chỉ nó không biết có tin cậy không, mà cũng không biết trong kho nó có cái gì không. Thì tụi em cũng nung nấu cái đời này lâu rồi, cuối cùng may quá về gặp Smartlock với cái đội trẻ toàn chỉ ít vô lên trường á. Trong vòng một tháng anh em làm cái ứng dụng này gọi là bản đồ số Logistics Việt Nam. Mục tiêu của nó là gì? Tài xế vô gõ tên cái kho cần tìm là chỉ đích xác cái kho đó. Người nào cầm cái kho vô là tìm được đích xác luôn cái kho đó có cái gì, trong kho có cái gì. Và anh nói luôn một cái chuyện mà anh chị cho cần tâm rất nhạy cảm là giá thôi. Giá thì kho em cũng niêm yết luôn. Kho mà chất lượng tiêu chuẩn 5 sao thì giá này. Kho chất lượng 3 sao thì giá này. Chúng ta minh bạch hóa luôn cái thị trường là kho bãi. Bởi vì kho chỉ chiếm 30% chi phí logistics và thuê kho chỉ chiếm 20% của chi phí đó. Chúng ta không đi cạnh tranh về chuyện giá thuê kho với nhau. Chúng ta đang nói về chúng ta cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Giá thuê kho chỉ là một phần rất nhỏ của vấn đề vì gì thì giấu. Đúng không ạ? Thì cái bản đồ này là VLA gọi là ủng hộ và bảo trợ cho Smartlock và em là đơn vị thực hiện. Và toàn bộ dữ liệu vị trí của khoảng hơn 100 ngàn nhà máy, khoảng gần 200 cái cảng, khoảng 100 cái ICD depot, khoảng gần 1.000 cái kho dịch vụ, chúng ta đưa lên đây hết. Nó cũng cần có thời gian để làm được hết, giờ chứ không có làm xong hết. Nhưng mà các anh chị thấy là nó có một cái platform đầu tiên, chúng ta số hóa là số hóa những cái gì mình có, dễ như là số nhà của mình. Nhà còn có số thì kho mình không có số, đúng không ạ? Cái này free, cái này free. Đây, đây là slide kế cuối. Đây là một số cái giải pháp, đây mới nói gì công nghệ. Một số cái giải pháp mà bên em đang hợp tác với các đối tác. Ví dụ, cái hệ thống mà anh chị thấy là soạn hàng thủ công như Viettel Post, như EMS họ làm, thì bên em có cái hệ thống tự động robot luôn. Cái kho mà Amazon có, cái con Kina, bên em cũng là đối tác của Gregorian ở Việt Nam cung cấp được cái này luôn. Cái giải pháp và robot đi theo người soạn hàng này của DHL mới ra mắt. Bên em mới gặp cái bên gọi là Viện John Van Neumann Việt Nam ấy, được đầy đủ đồ chơi rồi, cũng là làm thảo cho chạy lên cái con robot. Con robot này chỉ là cái mô hình, nhưng mà về concept là chúng ta có thể dùng cái con robot này để chế ra một cái đồ sẵn hàng. Thay vì chúng ta phải kéo pallet dừng lại, nhặt hàng bỏ vô pallet xong rồi đẩy tiếp và dừng lại. Bây giờ cái con robot đi theo ta, robot đi theo, cầm đồ quát vô, rồi lên sẵn hàng. Nó save ít nhất là 20% về mặt năng suất cho cái người vận hành, các anh chị. Nhất là các anh chị mà vận hành hàng lẻ. Con robot đó... Omnilab. Dạ không, ông đi lát bạc nơi với em. Cái sàn giao dịch vận tải là cái bên em cũng sẽ đưa ra. Sắp tới các anh chị mà ví dụ như Bitcoin phải quản lý xe, phải thuê xe nhiều, cái đầu giờ kêu ông Smartlock ra đây, bên em sẽ là người cung cấp xe, bên cung cấp dịch vụ kết nối với chiếc xe gần nhất và chi phí nó thề luôn là thấp nhất mà mình đang phải dịch vụ. Đây là cái hệ thống điều phối xe vào đất. Cái bài toán kinh điển mà các anh chị hay gặp là kho không biết khi nào xe đến, và xe thì vô thì chắc chắn là bị chờ. Thế thì làm sao mà xe đến gần kho là biết xe thì sắp đến rồi, ông lốt thẳng hàng đi, xe vừa tới đúc đích vô là lốt hàng lên luôn. Hỏi có cái chuyện cầm giấy để in ra để đi soạn hàng á, nó lằng nhằng lắm. Cái này bên em sẽ làm cái này, giờ chưa có. Còn chatbot, hồi nãy có anh nào nói về chatbot thì bên em cũng đang làm một cái chatbot, bởi vì chúng ta biết user của chúng ta theo thời đại ngày nay người ta thích kiểu Facebook này, hỏi phải trả lời liền. Không lẽ tôi vô 6-7 cái mục rồi tôi mới lấy được cái báo cáo tôi cầm. Cái biện cả bên nào là bot lấy được cái báo cáo này, bot gửi cho báo cáo kia, nó sẽ tự động gửi về các anh chị. Công nghệ thì bên em đang thí nghiệm mà làm về mặt test là ok, nhưng không build thành thương mại hóa là có thể cung cấp được cho anh chị. Có nghĩa là những gì mà anh chị nghĩ là nó đang ở trên trời hay nó ở nước ngoài thôi, bây giờ với trí tuệ người Việt Nam chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Quan trọng là chúng ta có muốn hay không, để có đồng quan trọng nhất. Rồi, giờ đây cái ý cuối thì chắc không biết ban lãnh đạo BOA có cho, nhưng mà anh với cái thiện ý của Smartlock là nếu như anh thì là member của BOA thì bên em miễn phí triển khai các biện pháp về kho bãi về vận tải, giới hạn là 5 hội viên một tháng, không biết nhiều mà làm nổi. Vậy là em xin cảm ơn các chị lắng nghe.